Như trong Kinh Hoa Nghiêm nói Tất cả chúng sanh vốn là Phật Họ luôn lạc vào trong ba đường ác để thọ khổ báo này Chúng ta sanh khởi tâm lân mẫn Không phải tâm trách cứ Tâm đồng tình Có thể giúp ích gì chăng không giúp được Vì sao vậy? vì nhân quả của ai người đó gánh chịu không thể thay thế được chúng ta tạo tội nghiệp nặng như thế còn cứu được chăng đáp án khẳng định chỉ cần quý vị quay đầu là được cứu quay đầu là bờ Bước vào cửa Phật Việc đầu tiên là quy y tam bảo Quy y tam bảo nghĩa là gì? Quy y tam bảo là quay đầu Thật sự giác ngộ Quy y Phật Phật nghĩa là giác. Trước đây ta mê hoặc điên đảo. Bây giờ ta từ mê hoặc điên đảo quay đầu. Đây gọi là quy. Là trở lại. Y là nương tựa Nương tựa tự tánh giác Nghĩa là nương tựa Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát là tự tánh giác Họ là người đã giác ngộ Bây giờ ta muốn giác Vẫn chưa thật sự giác ngộ Hy vọng họ đến dạy chúng ta Chính là ý này Phật Bồ Tát dùng phương pháp gì dạy chúng ta? Trước tiên dùng kim điển Quý vị đi vào cửa Phật bằng kim điển Sau khi đặt nền tảng kim điển vững chắc Lục căn của quý vị tiếp xúc với cảnh giới lục trần toàn là tự tánh giác Như vậy công phu của quý vị rất đắc lực Nghĩa là quý vị đem những lý luận đạo đức Trí tuệ phương pháp trong kinh điển nói Đều áp dụng hết Áp dụng trong sinh hoạt Áp dụng trong công việc Áp dụng trong xử sự, sự đối nhân tiếp vật Không có gì quý vị không giác ngộ Không có gì khác so với Phật Bồ Tát Không còn mê hoặc Không còn biên đẳng Không còn có ác niệm Không còn có hành vi bất thiện Quý vị thật sự đã giác ngộ Đây là điều đầu tiên của Tam Quy Y Điều thứ hai là Quy Y Pháp Pháp là chánh tri chánh kiến Bây giờ chúng ta xem Mọi thứ là nhìn sai Chúng ta suy nghĩ vấn đề cũng nghĩ sai Bây giờ từ những chỗ này quay đầu lại Từ suy nghĩ tư tưởng sai lầm quay đầu Nương vào chánh tri chánh kiến Chánh tri chánh kiến Chính là kinh điển Cho nên kinh điển ngoại là pháp bảo Chúng ta phải tôn trọng nó Phải kính lệ nó không được khinh mạng. Vì sao vậy? Đây là tự tánh của chính mình hiển lộ ra trí tuệ chân thật. Nếu quý vị khinh mạng kinh điển, nghĩa là khinh mạng tánh đức Đạo lý là ở đây Cho nên các bờ cổ đức mới đề xướng Mới dạy chúng ta Một phần thành kính Được một phần lợi ích Mười phần thành kính Được mười phần lợi ích Bất luận là bản thân đọc tụng Hoặc là nghe giảng Quý vị có thể được bao nhiêu lợi ích Không liên quan đến kinh điển cũng không liên quan đến người giảng giải Có liên quan đến tâm chân thành của chính mình Quý vị có mấy phần chân thành liền được mấy phần lợi ích Có liên quan đến điều này Giờ đây có thể biết Chúng ta học Phật Có thể đạt đến cảnh giới nào đạt đến địa vị nào hoàn toàn không liên quan đến người khác đều ở nơi tâm chân thành của quý vị quý vị có mấy phần chân thành cũng không ở thời gian dài hay ngắn người này đã học năm ba năm chúng ta mới học mấy ngày điều này không sao có thể có người học vài ngày nhưng hơn hẳn người học 5, 30 năm ba mươi năm năm ba mươi năm không chân thành Quý vị bốn năm ngày nhưng tâm chân thành Cho nên thành tựu trong việc tu học không liên quan đến hoàn cảnh bên ngoài Thèn chốt ở chỗ chân thành Mấu chốt là quý vị có thật sự quay đầu hay không Thật sự muốn quay đầu hay không Như vậy Phật vừa dạy quý vị lập tức quay đầu Mấu chốt là ở đây Đây gọi là quy y Phật từ tà tri tà kiến quay đầu nương tựa chánh tri chánh kiến thứ ba gọi là quy y tăng tăng là người truyền pháp chúng ta có được pháp nhưng xem không hiểu phải mời những người tu hành này giảng cho chúng ta nghe khai thông tư tưởng cho chúng ta họ có kinh nghiệm tu học đem kinh nghiệm của họ chia sẻ giữa chúng ta khiến chúng ta từ đây đạt được lợi ích cho nên đây gọi là tăng bảo chúng ta thực sự đã quay đầu từ tất cả ô nhiễm quay đầu lại Nương vào tâm thanh tịnh Như vậy mới có thể được lợi ích Các bậc tổ sư cao tăng có ví dụ Vị Phật Pháp như đầy hồ Đầy hồ là loại nước uống ngon nhất thời Ấn Độ cổ đề hồ. Chúng ta hỏi người khác xin một ly đề hồ. Chúng ta cầm ly trà. Trong ly trà này có độc dược. Khi đổ đề hồ vào cũng biến thành thuốc độc. Là do tâm chúng ta dư bẩn. Như thế nào mới có thể tiếp thu ly trà này rửa thật sạch sẽ? Quý vị dùng nó đựng ly đề hồ Như vậy sẽ đạt được lợi ích Ví dụ này có ý nghĩa Cũng rất dễ hiểu Thuốc độc của chúng ta là gì? Là tham sân suy si mạng nghi Đây gọi là ngũ độc Trong tâm quý vị có những thứ này Phật Bồ Tát đem vô thượng Bồ đề đến cho quý vị. Trong Bồ đề đó có một giọt độc dược thì tất cả đều biến thành độc dược. Một chút độc tố cũng không được xen vào. Như vậy mới có thể đạt được vô thượng diệu pháp. Mở đầu kệ khai kinh nói Vô thượng thậm thâm di diệu pháp Cho nên thái độ học tập Cơ bản là tâm thanh tịnh Tâm chúng ta không thanh tịnh Thì chúng ta học tập buông bỏ tâm không thanh tịnh Dùng tâm thanh tịnh để nghe Tuy thời gian rất ngắn Thời gian này của ta chỉ có một tiếng đồng hồ Nửa tiếng đồng hồ tâm thanh tịnh Ta có thể đạt được lợi ích một tiếng nửa tiếng đồng hồ Khi tâm không thanh tịnh chắc chắn không đạt được lợi ích Như vậy nói không phải đã uổng phí rồi sao? Không uổng phí Như vậy là sao? Bất luận như thế nào Họ cũng trồng được hạt giống trong A Lại Gia Thức là thật không phải giả Nhưng hiện tại không thể lý giải Họ không hiểu Cho nên trước mắt họ không được lợi ích Khi nào được lợi ích Khi nào khôi phục tâm thanh tịnh Thì khi đó được lợi ích Đây gọi là chân thật quy y tam bảo Cho nên tam quy y không dễ Bây giờ chúng ta mới học Phật Thọ Tam Quy Nói cho chư vị biết đó là danh tự Quy Y Có danh không có thực Có hình thức không có thực chất Đồng thời khi chúng ta Thọ Tam Quy Thầy truyền Thọ Tam Quy Cũng không nói rõ ràng Đây đều là thật khi đã quy y rốt cuộc là quy cái gì không biết, chúng ta quy y Tam Bảo như thế nào gọi là Tam Bảo, lập Phật pháp tăng, thế nào gọi là Phật pháp tăng không biết. Trong kinh nói, thật sự quy y Tam Bảo, quý vị sẽ có 36 vị thần hộ pháp ngày đêm theo hộ vị. Quý vị không gặp phải tai họa vì có thần hộ Pháp gia hộ. Nhưng nếu không phải chân thành quy y, thần hộ Pháp sẽ không đến. Quy y thật mới có. Thật sự trì giới mới có thần hộ Pháp. Không phải nói thọ giới là có thần hộ Pháp. Quy y tam bảo là có thần hộ Pháp, không có chuyện này. Phải hiểu rõ ràng, minh bạch, những điều này nó là sự thật tuyệt đối không phải mê tín cho nên không thể nghĩ bàn siêu tình ly kiến không phải tư duy đo lường phân biệt mà có thể biết được tư duy là thứ thứ bảy phân biệt là thứ thứ sáu nghĩa là tuyệt đối không phải thức thứ sáu và thức thứ bảy cho nên không duyên đến được không phải ngôn ngữ văn tự có thể biểu đạt được văn tự là phù hiệu của ngôn ngữ trong khởi tín luận bồ tát mã minh dạy chúng ta phương pháp nghe giải thứ nhất là không chấp trước tướng ngôn thuyết như vậy chúng ta biết khi chúng ta xem kinh điển đừng chấp trước tướng văn tự vì sao vậy vì ngôn ngữ và văn tự là một loại công cụ có thể nói ra chân tướng hay không nói cho chưa gì biết không nói ra được đây là sự thật gọi là không thể nghĩ bài Nhưng lìa ngôn ngữ gian tự như vậy thì không còn cách nào khác Tuyệt đối quý vị không tìm thấy Cho nên dùng ngôn ngữ gian tự làm phương tiện Để dẫn dắt quý vị Dĩ như khi đi đường quý vị không biết đường Dọc đường có đặt bản chỉ đường nói cho quý vị biết phương hướng này đi đâu đi con đường nào tuyệt đối không được chấp trước nhìn thấy bản chỉ đường này đây là đi về bắc kinh vừa nhìn thấy tưởng rằng đã đến đây là bắc kinh như vậy là sai hoàn toàn sai lầm ngôn ngữ gian tự giống như bản chỉ đường vậy quý vị đi theo nó nhưng phải xả bỏ không được chấp trước nó tiến tới theo phương hướng nó chỉ nhất định sẽ đạt đến mục đích mục đích đó chính là minh tâm chiến tánh nghĩa là vô thượng chánh đàn chánh giác đây là giải thích ý nghĩa của câu không thể nghĩ bàn Tôn chỉ đọc sách của người xưa rất rõ ràng Vì sao phải đọc sách? Đọc sách trí tại thánh hiền Học thánh nhân, học hiền nhân Học Phật trí tại làm Phật Quý vị xem xem Huệ Năng Đại Sư Lúc gặp ngũ tổ Lần thứ nhất gặp mặt ngũ tổ hỏi ngài Ông đến muốn cầu gì? Ngài trả lời rằng con đến muốn làm Phật Tôi không chỉ rõ ràng Tôi đến chùa để làm gì? Tôi đến để làm Phật Ngài phải dạy tôi làm thế nào để làm Phật? Ngài thật sự thành Phật rồi Hòa thượng Hoàng Nhẫn đã không cô phụ Ngài thì bá truyền cho Ngài Ngài thật sự làm Phật Vậy chúng ta người thông thường học Phật chỉ học suông Rồi đến chùa để làm gì? Cầu thăng quan phát tài Không liên quan gì đến Thánh Hiền đến Phật Bồ Tát Thăng quan phát tài đến nơi này cầu không được Tôi nói cho quý vị biết Phật Bồ Tát sẽ không gia hộ cho quý vị thằng quan phát tài Tìm sai chỗ rồi Phật Thích Ca Mâu Ni một đời khất thực Ngày ăn một bữa tối ngủ dưới gốc cây Quý vị cầu Ngài phát tài Đó không phải là sai rồi sao Cầu với Ngài phát tài học theo Ngài đi khất thực giống vậy Quý vị nói xem ngộ nhận lớn như vậy đấy Đến trước thánh hiền mà cầu thăng quan phát tài Đó là hủy nhục ngài Đó không phải là cung kính Quý vị xem ngài là người như thế nào Nếu như muốn thăng quan phát tài Bản thân Ngài xuất thân dương tử Ngài không xuất gia thì làm quốc dương rồi Ngài dứt bỏ dương vị Cuộc sống giàu sang Ngài buông bỏ để đi khất thực Đó chính là Ngài dạy cho chúng ta Cho nên thăng quan phát tài Quý vị đi tìm Phật Bồ Tát Là quý vị tìm lầm người rồi Phật là gì? Phật là thánh nhân Thánh là gì? Dùng lời hiện đại để nói Chính là một người đã thấu rõ rồi Đối với Vũ trụ Dạng hữu Nhân sanh Đây rốt cuộc là việc gì vậy? Là họ đã rõ ràng tất cả Đã thủ đáo toàn bộ rồi Như vậy người Trung Quốc gọi là thánh nhân Cho nên thánh nhân là người đã rõ ràng phàm phu là người hồ đồ Phật Bồ Tát là Thánh Hiền Nhân Phàm phu đích thực là mê hoặc điên đảo Chúng ta không muốn mê hoặc điên đảo Hy vọng là một người rõ ràng Vậy quý vị hy vọng làm người rõ ràng Quý vị tìm Thánh Hiền Tìm Phật Bồ Tát thì tìm đúng người rồi Họ sẽ dạy quý vị đàng hoàng điều này chúng ta phải hiểu cho rõ ràng hiểu cho thú đáo cho nên nhập môn trước tiên phải cắm rễ rễ lớn gốc lớn chính là hai câu nói phật nói hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng người xưa nói là Hiếu thân tôn sư đây là đại căn bản của Thánh Hiền Phật Bồ Tát trong thế gian xuất thế gian Phải bắt đầu làm từ đây Đây là giáo dục luân lý đạo đức Vậy chúng ta người thông thường học Phật chỉ học suông Tôi đến chùa để làm gì? Cầu thăng quan phát tài Không liên quan gì đến Thánh Hiền đến Phật Bồ Tát Thăng quan phát tài đến nơi này cầu không được Tôi nói cho quý vị biết Phật Bồ Tát sẽ không gia hộ cho quý vị thăng quan phát tài Tìm sai chỗ rồi Phật Thích Ca Mâu Ni một đời khất thực Ngày ăn một bữa tối ngủ dưới gốc cây Quý vị cầu Ngài phát tài Đó không phải là sai rồi sao Cầu với Ngài phát tài học theo Ngài đi khất thực giống vậy Quý vị nói xem ngộ nhận lớn như vậy đấy Đến trước Thánh Hiền mà cầu thăng quan phát tài Đó là hủy nhục Ngài Đó không phải là cung kính Quý vị xem Ngài là người như thế nào Nếu như muốn thăng quan phát tài Bản thân Ngài xuất thân dương tử Ngài không xuất gia thì làm quốc dương rồi Ngài dứt bỏ dương vị Cuộc sống giàu sang Ngài buông bỏ để đi khất thực Đó chính là Ngài dạy cho chúng ta Cho nên thăng quan phát tài Quý vị đi tìm Phật Bồ Tát Là quý vị tìm lầm người rồi thời đại chúng ta rất đáng thương rất khổ sống trong thời động loạn trong lịch sử trên toàn thế giới chưa từng có hỗn loạn như thế chúng sanh không có phước bán tôi cũng không có phước bán Mấy mươi năm nay luôn muốn có một nơi để an định cuộc sống. Đem những kinh điển đại thừa này cùng nhau học tập với những người có duyên. Cố gắng giảng giải qua một lần. Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tài thế, mỗi ngày giảng kinh tôi nghĩ không phải chỉ có tám tiếng lúc đức thế tôn tài Thi, mỗi ngày giảng kinh không chỉ tám tiếng quốc sư thanh lương thời nhà đường ngài ở ngũ đài sơn Mỗi ngày giảng kinh Pháp Hòa Tôi tính ngày giảng ít nhất là 8 tiếng Và giảng suốt 50 năm Giảng 50 lần Biết bao nhiêu người khai ngộn Ngày nay chúng ta không có phước báo. Lúc nào cũng gặp chướng duyên. Cá nhân tôi được coi là rất may mắn. Nó không trở ngại tôi. Mỗi ngày tôi đọc kinh không gián đoạn. Nhưng không có cơ hội chia sẻ với mọi người, nó chứa ngại tôi điều này. Đây là chứa ngại cơ hội của những chúng sanh có duyên nghe Pháp. Nó chứa ngại điều này. Không chứa ngại tôi Tôi không đọa lạc. Tôi không đi vào con đường tà đạo. Giờ đây có thể biết một người thật sự phát tâm, tin tấn không giải đại, ai có thể chứa ngại được họ? Không có, không thể nào. có thể chứa ngại điều gì nếu quý vị có danh danh lợi dưỡng nó sẽ chứa ngại quý vị chứa ngại danh danh lợi dưỡng của quý vị những thứ này người tu hành được không cần cần nó làm gì cho nên không cách nào chứa ngại quý vị phá hoại chứa ngại quý vị khiến lòng tin của người khác dao động đối với quý vị không muốn học theo quý vị điều này có liên quan gì đến tôi chăng không liên quan nó không chướng ngại được tôi nhưng chướng ngại những chúng sanh đoạn mất nhân duyên nghe pháp của họ tương lai trên phương diện giới luật kết tội là kết tội với họ không kết tội với tôi tôi và quý vị không có quan hệ gì sau khi quý vị hiểu rõ tất cả chân tướng sự thật quý vị bỗng nhiên đại ngộ sẽ minh bạch khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác của quý vị quý vị tạo tác là gì tương lai nhận quả báo như thế nào quý vị sẽ rõ ràng minh bạch tướng của chúng ta và thân tướng của phật a di đà vì sao không giống nhau Phật A-di-đà tâm thanh tịnh Tâm chúng ta ô nhiễm Trong tâm của Phật A-di-đà Không những không có tham sân si mạc nghi Phân biệt chấp trước đều không có Không những không có phân biệt chấp trước Mà lục căng ở trong cảnh giới lục trần Căn bản không có khởi tâm đồng niệm đây gọi là báo thân Nếu khởi tâm động niệm Không gọi là báo thân Mà gọi là ứng quá thân Thân của chúng ta là ứng hóa thân Chúng ta là thân ứng hóa gì? Là thiện ác nghiệp báo ứng hóa thân Đây là cấp rất thấp Nói một cách đơn giản Thân của chúng ta là thiện ác nghiệp báo thân Trong đời quá khứ tạo nghiệp thiện Hiện nay ở nhân gian hưởng phước có phước báo. Trong đời quá khứ tạo rất nhiều nghiệp bất thiện, vậy thì bây giờ chịu khổ ở nhân gian. Chịu khổ chịu nạn là nghiệp báo. Đều có nhân. Phật giáo thường nói Dạng pháp giai không nhân quả bất Khung Thiện có thiện báo Ác có ác báo Không phải không báo Mà thời khắc chưa đến Thời khắc là gì? Bây giờ quý vị đang hưởng thụ Là thiện báo thiện nghiệp Trong đời quá khứ Đợi khi báo của thiện báo đã hết Đây gọi là thời khắc đã đến Khi thiện nghiệp báo hết Báo hết sau đó như thế nào Trong A lại gia thức của chúng ta Vẫn còn ác nghiệp Ác nghiệp liền hiện tiền Hiện tiền thì phải chịu quả báo Chịu hết ác báo Quý vị lại định nhận dạng cho nên nhân gian giống như một tâm điểm thay đổi. Quý vị sẽ đến đây, đầu thai đến nhân gian. Từ đó cho thấy ba đường thiện là tiêu thiện nghiệp của chúng ta. Gọi là tiêu nghiệp. Ba đường ác là nơi tiêu ác nghiệp. Tiêu hết rồi mới đến nhân gian tu hành Đến nhân gian ta lại tạo nghiệp Nếu tiếp tục tạo ác nghiệp Quý vị lại trở về trong ba đường ác Nếu tạo thiện nghiệp Quý vị sanh vào trong hai cõi trời người để hưởng phước Cho nên khó được nhất Quý vị xem trên thế giới này có bao nhiêu người mấy phần mấy người gặp được phật pháp nghe được phật pháp theo tư tưởng của các nhà tôn giáo trên thế giới thì khoảng một trên mười chưa đến một nữa là một trên mười Bây giờ chúng ta biết một cách khái lược Nhân số tín ngưỡng tôn giáo trên thế giới Đạo cơ đốc và thiên chúa giáo là nhiều nhất Hai tôn giáo này hợp lại Khoảng hơn hai mươi ức người Một phần ba nhân khẩu trên toàn thế giới Tiếp theo là tín ngưỡng hồi giáo. Người bạn đạo hồi nói với tôi, giáo hữu của họ trên toàn thế giới khoảng 15 ức người. Nhiều đến như thế. Phật giáo đồ trên toàn thế giới có khoảng 7 ức người. Toàn thế giới cho nên khoảng một phần mười nhân khẩu của thế giới mười người mới có một người theo phật đây là ba tôn giáo có tín đồ nhiều nhất trên thế giới chúng ta lại hỏi người tín ngưỡng phật giáo được bảy ức người có mấy phần mấy thật sự gặp được chánh pháp chúng ta cũng dùng một phần mười thật vậy có thể chỉ có một phần mười sớ là chưa tới không gặp được chánh pháp gặp được chánh pháp phải chăng là tin thật người tin thật phải chăng thật sự lý giải lý giải phải chăng là thật sự tu hành đào thải từng tầng từng tầng đào thải đến sau cùng quả thật chưa chắc tìm được một phần mười ngàn người Ngày càng ít Tìm được tịnh độ tông Người thật sự niệm Phật giảng sanh có được mười ngàn người chăng tôi nghĩ có thể người tu tịnh độ thật sự giảng sanh tôi tin số nhiều như thế điều này rất đáng nể bộ kinh vô lượng thọ này giúp ích chúng ta rất lớn lao bây giờ người học phật trên thế giới thật sự học phật Tịnh Độ Tông chiếm đa số Tịnh Độ Tông quan trọng nhất là Phải đoạn nghi sanh tính Dùng phương pháp gì để đoạn nghi? Dùng kinh điển Đối với kinh điển hiểu rõ ràng minh bạch Không còn mê hoặc nữa Mới có thể kiến lập tính tâm đời này chúng ta đã xác định mục tiêu và phương hướng một phương hướng là thế giới tây phương cực lạc một mục tiêu là thân cận phật a di đà nhất định không thay đổi ngoài ra đều là việc phụ có thể làm có thể không làm nghiệp phụ không thể trở ngại nghiệp chính của chúng ta Nghiệp chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ Không trở ngại được điều này Đời này có thể giảng sanh thế giới cực lạc Chúng ta đại công thành tựu Phật A-di-đà Rất gian khổ Chúng ta rất cảm ơn Ngài Thời gian năm kiếp tạo thành thế giới cực lạc Chúng ta thì sao? Chúng ta chỉ cần dùng một chút công phu ba năm đến năm năm sẽ thành tựu khi đến thế giới cực lạ chúng ta bình đẳng với ngài hay nói cách khác ngài dùng năm kiếp chúng ta dùng năm năm liền bình đẳng với ngài hoàn toàn là sự thật muốn đi điều kiện quan trọng nhất cần phải biết là xả bỏ thế giới này một cách triệt để. Tuyệt đối không được lưu luyến, như vậy mới đi được. Không có chút lưu luyến nào ta mới có thể xem hiểu, mới có thể nghe hiểu kinh này. Vì sao nghe không hiểu? Vì ta có chướng ngại. Đối với thế gian này còn vướng bận chưa buông bỏ được, cho nên nghe không hiểu. Buông bỏ càng nhiều thì hiểu được càng nhiều. Buông bỏ tất cả thì hiểu được tất cả Không nói ta cũng hiểu Đây là thật Còn như không buông bỏ được Cho dù Phật A-di-đà nói Quý vị nghe cũng không hiểu Chúng ta phải hiểu rõ ràng Minh bạch những đạo lý này Việc giảng sanh có khó chăng Bây giờ chúng ta bị không khó chút nào Vì sao rất nhiều người niệm Phật Nhưng người giảng sanh lại ít như thế Trước đây tôi học kinh giáo với thầy Lý Thầy thường nói liên xã đài trung đài loan là do thầy sáng lập liên hữu mấy mươi vạn người thầy rất cảm khái nói liên hữu trong liên xã đài trung của chúng ta trong một vạn người Thật sự giảng sanh chỉ được năm ba người mà thôi Đây là do nguyên nhân gì? Vì không thể buông bỏ tình chấp đối với thế gian này Không thể buông bỏ tập khí phiền não Còn có sự tham luyến Cho nên không thể Đều sanh tịnh độ Như Đại sư Thiện Đạo nói Dạ người tu, dạ người đi Họ thật sự buông bỏ buông bỏ là được tức tương ưng với đại nguyện của phật di đà bèn nhập vào nhất thừa nguyện hải bèn đồng thể với đại nguyện của phật a di đà cho nên nói tức là thỏa mãn vô lượng đại nguyện giáng sanh thế giới tây phương cực lạc. Chúng ta muốn hỏi vì sao không buông được? Nói thật là đối giới thế giới tây phương cực lạc chưa hiểu rõ. Nhận thức chưa đủ. Nếu thật sự minh bạch rõ ràng làm gì có đạo lý không buông bỏ Tôi học Phật Lần đầu tiên gặp người xuất gia Là Đại sư Trương Gia. Lần đầu tiên gặp người xuất gia Tôi thỉnh giáo đại sư Đại sư nói Nhìn thấu buông bỏ Đây là Bí quyết khế nhập cảnh giới Phật Ngày đầu tiên Đại sư nói với tôi lúc đó còn trẻ chưa từng tiếp xúc phật pháp nghe câu này hình như hiểu hình như không hai ba mươi năm sau mới thật sự hiểu thật sự rõ ràng câu nói này đại sư không gạt tôi phàm phu học Phật từ sơ phát tâm đến như lai địa chính là nhìn thấu buông bỏ nhìn thấu giúp quý vị buông bỏ buông bỏ giúp quý vị thêm nhìn thấu hai phương pháp này hỗ tương thành tựu quý vị có thể đạt đến cửu cánh viên mãn. Pháp môn này Cũng không ngoại lệ Cũng là nhìn thấu buông bỏ Phát tâm bồ đề Nhất hướng chuyên niệm Quý vị xem chỉ tám chữ đơn giản Phát tâm bồ đề là nhìn thấu Bồ đề là trí tuệ Không còn lưu luyến Không còn chấp trước thế gian này Nhất tâm niệm Phật nghĩa là buông bỏ Buông bỏ dạng duyên Nhất tâm chuyên niệm Sau khi hiểu rõ thì chọn lấy Thế giới này những gì là thiện nhân thiện quả thì chọn lấy nó. Nhưng bất thiện quả bất thiện chúng ta liền dứt bỏ nên nói là bỏ sở đoạn của người, chọn sở trường của người. Trong sở trường sở đoạn của nhân quả, nhân tốt chúng ta nên chọn nhưng không tốt chúng ta phải xả bỏ vậy ở đây chúng ta luôn tiện cũng học được chúng ta trong đời này làm người khi khởi tâm động niệm nói năng hành động phải hiểu biết trong lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền những gì là thiện nhân thiện quả ta nên chọn những gì là bất thiện Ta phải buông bỏ hết Chúng ta trong đời này Nâng cao cảnh giới cho đời sau Điều này nhất định phải biết Con người không phải một đời là hết rồi Nếu như một đời là xong Chúng ta học những thứ này để làm gì Chết rồi là mọi việc xong hết Vậy quý vị không phải đã học Cũng như không học rồi sao Nói với quý vị rằng Con người có đời sau có đời trước và đời sau Quý vị nếu như không học tập cho đàng hoàng Chết rồi thì nguy lắm Đây là lời chân thật Chết rồi quý vị đi về đâu Ngã quỷ địa ngục súc sanh Những nơi đó có thể đi sao Nơi đó rất dễ dàng đi Nhưng ra khỏi đó thì khó lắm Cho nên giáo dục nhân quả quan trọng Giáo dục luân lý đạo đức có lúc gặp được gọi là cao danh hậu lợi. Chức vị rất cao, tài lực rất dày. Có lúc lại bù đắp không nổi, biết rõ rồi mà cố làm. Không ngăn được. Người thật sự hiểu nhân quả có thể ngăn lại được. Quý vị nghĩ xem, hiện tại tôi có được rồi, những thứ không nên có tôi đã có rồi. Tôi đời sau đọa địa ngục thì làm sao? Tôi ở thế gian này hưởng phú quý có thể hưởng được mấy năm, tương lai tôi đến địa ngục chịu tội phải chịu mấy vạn năm. Quý vị nghĩ đến đây đứa không bằng mức, quý vị sẽ không dám đụng đến nó nữa. Giáo dục nhân quả quan trọng tối hôm qua tôi đọc được một bài văn của ông tăng quốc tiên là thư ông ấy viết cho bạn trong đó có một đoạn nói đến tình trạng xã hội đương thần Thông thường người đọc sách Đều có xu hướng đến danh lợi Tranh danh trục lợi Ông Tăng Quốc Phiên rất đau lòng Bạn của ông y là chánh nhân quân tử Quân tử không tại vì quân tử phải chịu những đau khổ nghèo cùng sơ xác không có cơ hội phục vụ cho đất nước nhân dân cho nên tiểu nhân làm đạo những tiểu nhân đó họ có phước báo làm quan lớn, phát tài lưỡng, Rồi thỏa mãn con rất dài Chúng ta nhìn thấy liên nghĩ đến xã hội ngày nay. Ông Tăng Quốc Viên lúc còn tại thì ông cách chúng ta cũng khoảng 200 năm rồi. 200 năm tích lũy lại hiện tượng này, nhân bệnh này, Ngày nay đã rất nghiêm trọng rồi Chúng ta có cách gì để giúp không? Không có nữa Điều này bản thân phải biết Phải rõ ràng Ngày xưa Thầy giáo của tôi Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Chiều hôm trước ngày giảng sanh một ngày Nói với những học trò bên cạnh nói với mọi người rằng thế giới này loạn rồi. Phật Bồ Tát, thần tiên hạ phàm cũng cứu họ không được. Quý vị mọi người, duy chỉ có một con đường sống chính là niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Sáng sớm hôm sau ông đã đi rồi Thọ 97 tuổi Lời này là thật Tôn chỉ đọc sách của người xưa rất rõ ràng Vì sao phải đọc sách? Đọc sách trí tại Thánh Hiền Học thánh nhân, học hiền nhân Học Phật trí tại làm Phật Quý vị xem xem Huệ Năng Đại Sư Lúc gặp ngũ tổ Lần thứ nhất gặp mặt ngũ tổ hỏi ngài Ông đến muốn cầu gì? Ngài trả lời rằng con đến muốn làm Phật Tôn chỉ rõ ràng Tôi đến chùa để làm gì? Tôi đến để làm Phật Ngài phải dạy tôi làm thế nào để làm Phật? Ngài thật sự thành Phật rồi Hòa thượng Hoàng Nhẫn đã không cô phụ Ngài Thì bác truyền cho Ngài, Ngài thật sự làm Phật Vì chúng ta người thông thường học Phật chỉ học suông Tôi đến chùa để làm gì? Cầu thăng quan phát tài. Không liên quan gì đến Thánh Hiền đến Phật Bồ Tát. Thăng quan phát tài đến nơi này cầu không được. Tôi nói cho quý vị biết Phật Bồ Tát sẽ không gia hộ cho quý vị thăng quan phát tài. Tìm sai chỗ rồi. Phật Thích Ca Mâu Ni một đời khất thực Ngày ăn một bữa tối ngủ dưới gốc cây Quý vị cầu Ngài phát tài Đó không phải là sai rồi sao Cầu với Ngài phát tài học theo Ngài đi khất thực giống vậy Quý vị nói xem ngộ nhận lớn như vậy đấy Đến trước thánh hiền mà cầu thăng quan phát tài Đó là hủy nhục Ngài Đó không phải là cung kính Quý vị xem Ngài là người như thế nào Nếu như muốn thăng quan phát tài Bản thân Ngài xuất thân dương tử Ngài không xuất gia thì làm quốc dương rồi Ngài dứt bỏ dương vị Cuộc sống giàu sang Ngài buông bỏ để đi khất thực đó chính là Ngài dạy cho chúng ta Cho nên thăng quan phát tài Quý vị đi tìm Phật Bồ Tát là quý vị tìm lầm người rồi Phật là gì? Phật là Thánh Nhân Thánh là gì? Dùng lời hiện đại để nói Chính là một người đã thấu rõ rồi Đối với vũ trụ dạng hữu nhân sanh đây rốt cuộc là việc gì vậy là họ đã rõ ràng tất cả đã thủ đáo toàn bộ rồi như vậy người trung quốc gọi là thánh nhân cho nên thánh nhân là người đã rõ ràng phàm phu là người hồ đồ phật bồ tát là thánh hiền nhân phàm phu đích thực là mê hoặc điên đảo Chúng ta không muốn mê hoặc điên đảo Hy vọng là một người rõ ràng Vậy quý vị hy vọng làm người rõ ràng Quý vị tìm Thánh Hiền Tìm Phật Bồ Tát thì tìm đúng người rồi Họ sẽ dạy quý vị đàng hoàng Điều này chúng ta phải hiểu cho rõ ràng Hiểu cho thủ đáo Cho nên Nhập môn trước tiên phải cấm rẫy rễ lớn gốc lớn chính là hai câu nói phật nói hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng người xưa nói là hiếu thân tôn sư đây là đại căn bản của thánh hiền phật bồ tát trong thế gian xuất thế gian phải bắt đầu làm từ đây đây là giáo dục luân lý đạo đức